Con gái thôi bà, nó đi rồi, bà xin lỗi. Con cũng biết đó, thằng nó bị khùng mà. Thôi buổi sáng cười với ba con cái để bà làm ăn cho nó hên coi. Tại bà hết đó. Ừ, con đã nói rồi, đừng có cho người theo bảo vệ con rồi mà. Bà cũng ra ngoài giùm con luôn đi. Ôi mà, đi. Bà xin lỗi rồi bà mà. Bà đi ra ngoài đi, sau này ba đừng có kêu người theo bảo vệ con nữa. Ừ, mày bà muốn đi ba... ra ngoài đi. Mày muốn ba không làm vậy nữa. Thôi bà đi ra ngoài đi, con muốn được tự do. Quanh ơi Quanh. Trời ơi, con thở không nổi với ba luôn đó. Con lớn rồi mà. Hàng đã cập bến chưa? Tốt. Đương nhiên, phí bôi trơn lúc nào cũng phải có. Cái gì? Không bôi trơn được hả? Không được thì phá máy. Thế phụ tùng khác vô. Chú, con có chuyện muốn tâm sự với chú. Chờ chút, nói tiếp đi. Dạ, con cũng không ngờ luôn á. Này chỉ có phong phim mới có thôi. Tao biểu mày chờ một chút. Chú mời rồi con nói tiếp mà. Ra ngoài, mày đứng đó tao đá một cái đi chứ. Kệ, vậy đừng có trách con nghe, sau này lại trách tại sao không báo cô chủ giật lòng cái láo rồi chú quay được cái sổ rồi chơi đi chơi bạn rồi lại tai nạn rồi cái gì, đừng có trách con. Chú. Cái gì? Mày nói cái gì nói lại ngắn gọn cho tao nghe coi. Cô chủ trốn ra ngoài đi chơi với bạn. Hồi nào? Tính luôn khoảng thời gian mà chú câu vợ của con á là tròn 7:47 rồi đó. Trời đất ơi, tao đã biểu mày canh chừng nó 24/24 rồi kìa mà. Trời đất ơi, cũng chú không 24/24 có nghĩa là con phải chui vô phòng của chủ. Mà hồi nãy chú đuối cũng ra khỏi phòng lơ là một phút rồi là trốn ra ngoài rồi thấy chưa. 24/24 khái niệm đó là nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Máy móc thì cũng phải ra lệnh bằng giọng nói. Con hiểu thì chú phải nói, con mới hiểu chứ. Chú bình tĩnh, cả thế giới để con lo. Chú ngồi xuống đi. Những việc này con rất có nhiều kinh nghiệm. Chú ngồi xuống. Chú bứng ngồi xuống. Thôi chú đứng. Nói chung là bây giờ đội hình, chiến thuật và kế hoạch tác chiến như thế nào? Chú nghĩ sao? Tao tát vô mặt mày một cái gì vậy? Tác chiến cái gì? Không bao giờ được để cho cô chủ ra ngoài một mình. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Mày hiểu chưa? Đi kiếm nó về đi. Trời ơi, vợ đó năm... Đi! À, mà bà trốn đi vậy á, bà không sợ ba bà giận hả? Tôi không giận ba tôi thì thôi, mắc gì ba tôi giận tôi. Mà giờ tôi không biết làm sao để mà chữa trị cái bệnh sợ trai đến gần tôi của ba tôi luôn á. Càng ngày tôi thấy càng nặng lắm luôn á. Ồ, chán quá. Anh bảo vệ cô chủ 24/24 không rời nửa bước. Thông cảm đi, đây là lệnh của ông chủ. Ai biểu? Anh nghe lời ba tôi làm chi? Cô chủ thử nghĩ xem, giữa cô với ông chủ, ai là người trả lương cho tôi? Ba tôi trả lương, nhưng mà từ bây giờ tôi trả lương. Cô chủ đừng có lấy tiền bạc ra, để so lòng người. Bao nhiêu? Gấp đôi luôn. Thiệt không? Thiệt. Họ giỡn thôi. Cái việc mà ông chủ cho tiền cô mỗi ngày ai mà chả biết. Được rồi, để coi thử. Anh theo tôi nổi không? Anh chính ra coi. Quanh. Ba, con không có chịu đâu. Hai đứa, một lần nữa, nếu mà chú thấy hai đứa rủ hoàng quanh đi chơi thì cho dù thân cách mấy chú cũng không tha, rõ chưa? Ba à, là tại con chứ đâu phải tại bạn con đâu. Ba muốn như vậy lắm đúng không? Con về nhà con chết cho ba coi. Nè, Quanh. Còn gì trái? Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo.
Trời ơi, thì phải ra lệnh chứ, máy móc thì phải ra lệnh, mà giọng nói thì mới nói chứ, nó không nói ai hiểu. Thôi đi về, mọi người uống vô xong. Dạ, em chào anh chị. Cái gì vậy? Cái món gì? Cho em một sữa tôi cho đường đen. Cho mình một cái chả cam vàng. Thầy Khải. Thầy Khải. Nhìn đi. Dạ, tiền của anh chị là 100 ạ. Thôi để em đừng. Đây em có tiền lẻ đây. Không có cần khách sáo gì đâu này. Dạ. Để em đi. Ô, em dính gì đây? Ô, em dính gì? Ở dưới ở đây á. Anh chị, dạ em gửi lại tiền cho mình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ thưa chú, bằng tất cả những tâm huyết, sự sáng tạo, nhạy bén và khéo tài của con, con đã quyết định nhờ bà Tám giúp việc pha giúp con một ly trà sữa y chang ngoài tiệm pha, đúng hàng chính hãng. Chú uống thử rồi, con uống thử rồi á, chú uống thử. Hay quá, rốt cuộc cũng phải nhờ bà Tám. Wow. Bà đầu bếp mà. À Mạnh nè. Dạ dạ. Hôm trước con đi theo dõi cô chủ. Dạ đúng rồi. Con có nghe cô chủ nói gì không? Dạ đương nhiên có rồi. Cậu nói nói lẹ lên. Dạ cậu nói nếu như ông chủ mà cho người theo dõi con nữa là cậu tuyệt thực á. Cậu nói vậy á? Là con đi hả chú? Tao biểu mày đứng ra đằng kia. Thì chú nói đi hay ở thì chú nói một tiếng đi chứ, giờ mai mốc thì cũng phải ra lệnh bằng giọng nói thì người ta mới hiểu chứ, con là con người phải trâu bò được. Wow. Mày wow wow cái gì đó? Tươi tươi, sữa tươi chú, sữa tươi. Sữa tươi. Quanh. Quanh. Đeo tai nghe sao nghe chú. Nhà có đàn ông ăn mặc cái kiểu gì kỳ vậy hả? Thì ba là ba của con mà, có sao đâu. Sao đâu. Vậy con thằng này nó là con khỉ hả chú? Vậy thì ba đuổi con khỉ đi. Vậy là xong. Chú bảo vệ con kẹt kẹt. Ba năn nỉ con đó. Bây giờ con chịu khó lên lầu thay bộ đồ khác kín đáo đàng hoàng rồi xuống đây, hai cha con mình sẽ cùng nhau uống trà sữa. Bà Tám mới vừa bào chế một cái thứ trà sữa giống hệt như cái thứ mà con uống ở ngoài quán á. Từ nay con khỏi ra ngoài đó nữa, ở nhà uống trà sữa với ba được rồi ha. Dạ thưa ba, thứ nhất ba có thấy ai đi bơi mà ăn mặc kín mít không? Điều thứ hai, cái con cần á là bạn bè cùng trang lứa với con, chứ đâu phải là ngồi đây uống trà sữa với ba đâu. Ba phải biết á là con đi học thì phải tiếp xúc với mọi người xung quanh với con chứ. Ủa trong tâm lý phải hiểu. Uống chú uống đi. Ê, bỏ like tôi bữa hình xong coi. Tôi đang ngồi nói chuyện với ba tôi. Ủa mà hình gì vậy? Bà tự coi đi. Soái ca của lớp mình hẹn hò với cô Hương kìa. À, ý bà nói là thầy Khải hả? Tôi coi liền. Coi anh kìa. Trời ơi, chú không uống hết đi, nó tan đá, nó lạc, không có ngon. Chú uống đi chú. Trà sữa là phải uống liền, uống cho hết nó mới ngon chú. Có nên up lên Facebook giống MKT8 không ta? Khoan, để tôi suy nghĩ xíu đã. Cái lỗi. Nè, phải điều tra coi thầy Khải là người nào, nghe chưa? Con bác sĩ cắn lưỡi.
Đi vô đi, rồi sẽ biết gặp ai. Cậu là thầy chủ nhiệm của lớp Marketing 8 đúng không? Không lại. Việc bắt bớ người như vậy là vi phạm pháp luật, ông có biết không? Hoàng Oanh là con gái tôi. Tôi muốn cậu phải đi theo sát và bảo vệ nó. Và đặc biệt, cấm không để cho bất kỳ một nam sinh viên nào đi theo ve vãn tán tỉnh con gái tôi. Tôi là thầy giáo. Chuyện học sinh yêu đương đó là chuyện riêng tư của tụi nó. Đây là mệnh lệnh. Nếu cậu không thực hiện, cậu biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó.